mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Bún Kem đây nha các bạn. Đây là chuẩn bị cái mắt anh Phó Quang Lãnh nha các bạn. Thank you.
Tư, huyện Cao Lãnh nha các bạn. Đây đường máy xanh luôn. Mọi chi tiết mời quý khách xem thêm tại đường máy xanh.
Đây ngã tư xong nha các bạn. Ngã bốn xong rồi các bạn. Ngã tư chỗ này là chợ Tân Hội Trung nha các bạn. Ngã tư Tân Hội Trung. Nãy đi được 15 cây số chứ ta. 15 cây số nha các bạn. Quá là xa luôn. Đường các bác ơi, quay lại chừng 50 mét qua cái cầu này vậy. Quá cao. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây. Cầu quá thẳng luôn. Có đông gạch đó. Tới cái đoạn các bạn ơi, 6 giờ chạy khoảng 20 cây số nha các bạn. 20 cây số trên giờ. Rồi tới. Đây nó là nó quá lớn luôn. Xây dưới mình nấy là cũng 5 6 ngày. Đoạn đó nha các bạn. Rồi rồi. Kéo về cao luôn. Kéo chiều cao luôn các bạn ơi. Hết 35 hả? 1, 3